Hello anh em, chào anh em đã trở lại với Shiro Minh, Shiro và Tạ Jimmy. Rất vui vì đây được gặp nhau với những clip thì hiện tại mình đang có mặt tại web quen thuộc, đó là web gi.88i1.com. Nhưng mà anh em nhìn tiêu đề và hình ảnh thì anh em chắc đã biết hôm nay chúng ta đến với clip đặc biệt gì rồi đúng không? Ok. À, trước tiên không quên chúc anh em ngày vui vẻ và xem clip nhớ like, subscribe để kênh để ủng hộ cho mình. Bạn nào chưa like, chưa subscribe thì nhớ nhấn like, subscribe để ủng hộ cho mình nha. Đây sẽ là clip đầu tiên của mình test thằng Katakuri cho anh em xem nha. Thật sự rất là một điều rất là tuyệt vời luôn. Mình đã mong mỏi từ rất là lâu rồi. Thấy cái web 88i1 này có Katakuri với Carrot là mình thực sự rất là muốn. Khi nào đó nếu mà ghê gớm lắm thì mình sẽ mượn được một con ạc để mình test. Nhưng mà mình nghĩ ngày đó chắc xa vời lắm. Để mình kể cho anh em nghe một câu chuyện của mình. Và một buổi tối đẹp trời thì tự nhiên có một bạn Facebook nhắn tin cho mình kêu: anh ơi, em cho anh con ạc này nè, em chán chơi rồi, cho anh luôn. Rồi ok. Thì mình nhìn thấy tài khoản mật khẩu và web thì web GI88i1. Ok. Tại vì mình biết web này là cái web mà có Katakuri, có Carrot. Nhưng mà chắc là của bạn thì cũng chỉ bình thường thôi, có gì đặc biệt đâu đúng không? Thì mình có hỏi: em ơi, là có con gì đặc biệt hay không? Tại vì ạc mà mình cũng chơi, mình cũng đang có chơi bên web này và nick của mình thì cũng chả có con gì đặc biệt cả. Thì mình có hỏi có con gì đặc biệt không, có con nào Sura gì đó không, thì mình set cho vui cũng được. Mình không bao giờ nghĩ tới chuyện mà có con Katakuri luôn anh em ơi. Cho đến khi bạn ấy nói: ok anh, đợi em xíu, em chụp hình cho anh xem. Rồi chụp hình nít vô thấy nguyên con Katakuri. Vãi linh thật anh em à. Và đây sẽ là clip đầu tiên mà mình được test cái con Katakuri. Con Katakuri thì nói chung bên web Việt Nam chúng ta thì có bên Kỷ Nguyên Hải Tặc là cái web khai sáng, cái web khai màu ra con Katakuri đầu tiên của web Việt Nam chúng ta đấy. Nhưng mà skill thì trên YouTube cũng có nha anh em. Ủa bị chi vậy? Bị đơ rồi. Nói chung là bên Kỷ Nguyên Hải Tặc có cho anh em xem skill của Katakuri rồi, đánh ra bánh mochi rồi đến ba các kiểu đấy. Nhưng mà mình cũng không biết là bên web China này skill có giống hay không, thì bây giờ mình sẽ test cho anh em xem. Thực sự đây là một clip mình rất là hạnh phúc và rất là tuyệt vời luôn. Mình có kêu là bạn với bạn chủ ạc là có muốn mình đọc tên lên đây không, tại vì đây thực sự là một điều quá là tuyệt vời với mình. Nhưng mà bạn ấy nói ngại cho nên thôi mình cũng không đọc chi. Ok, chuẩn bị vào map rồi em ơi. Oh my god, Katakuri anh em ơi, không biết skill thế nào đây. Ok, cấp 200 nha anh em, vãi liền thật. Nói chung là bạn này chắc được cũng cày cũng khá là lâu rồi, một thời gian rồi. Tại vì muốn có Katakuri cũng không phải dễ nha anh em. Vàng hết rồi nè, nói chung là tích vàng vừa đủ hay sao, hoặc là có thể là nạp vào anh em. Mình sẽ xem cái chỗ phản hồi là biết à. Nếu mà phản hồi này có quà các kiểu là bạn ấy nạp nha. Có xúc tiến nữa, đúng là có xúc tiến. À mà cấp 200 thì xúc tiến cũng khá là nhiều lần đấy. À như vậy là xúc tiến cũng không nhiều, chỉ mới nạp vô đây thôi. Như vậy thì mình nói chung mình cũng chả biết lý do tại sao bạn ấy có được kata, nhưng mà thôi cứ kệ đi, không nên quan tâm lắm. Không nên quan tâm nhiều. Cái quan tâm duy nhất là mình giờ chúng ta sẽ test thôi. Úi ôi ôi. Tên nhân vật của bạn là Oda luôn, dữ thiệt. Đây là tác giả, tên của tác giả luôn, hàng chi con gì cũng có nha. Có Carrot nữa là đẹp luôn. Mình đang nói bạn ấy có quen ai có nick Carrot không thì mượn cho mình, mượn để mình test. Ok, nếu mà có được thì ngon ha. Hiện tại đang lắc quá cho nên anh em đợi xíu nha. Mình sẽ stop một xíu cho nó hết lắc cái đã. Anh em cứ bình tĩnh, Kata sẽ có cho anh em xem. Ui có rồi này. Có cả mắt dù hâu mới nha anh em. Thì nói chung, ui, mấy cái thiên phú này ít kiểu lạ nè anh em. Anh em bình tĩnh, anh em bình tĩnh. Mình sẽ stop cho nó bớt lắc một xíu nha. Đây Kata của anh em đây. Cứ từ từ bình tĩnh, sẽ test mà. Ok anh em, mình đã trở lại rồi đây. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu khám phá nha. Mình nghĩ chắc là đợi lắc rồi. Đầu tiên nhân vật chính của chúng ta thì có. Anh em cứ bình tĩnh, mình cũng đang rất là hào hứng đây. Nhân vật chính của chúng ta thì thiên phú nói chung cũng không có gì đặc biệt lắm. Nhân vật chính thì không có gì đặc biệt nha anh em. Một số cái đồ rèn hoặc rác quỷ thôi. Nói chung anh em cũng không cần để ý lắm tới mấy rác quỷ thì làm gì. Rồi tiếp theo là Shirahoshi. Shirahoshi thì cũng không có gì đặc biệt hết, và cũng là con tướng không chơi luôn. Đây là Lo, phiên bản Lo Revenger nha anh em. Nhưng mà điểm khác ở đây là anh em có thể thấy là những tia sét, những cái tia sét xung quanh thì nó có kiểu màu tím tím, màu tím tím đậm đậm, rất là đẹp nha. Nó rất là khác so với Lo Revenger ở bên năm số 8 và những cái web khác, web Việt hóa. Nói chung mà anh em nhìn, anh em so sánh là anh em biết liền à, nhìn nó khác liền, nhìn cái màu tím tím nó khác nha anh em. Thiên phú bên Tam Công anh em có thể thấy là chữ X, nhưng mà nó màu xanh da trời đậm, rất là đẹp luôn nè. Đấy, rất là lạ, rất là mới luôn. Biểu tượng Giao Gamma,
rất là giống bên số 8 rồi, nói chung là biểu tượng quen thuộc rác quỷ các kiểu nè. Tiếp theo là Yoro. Yoro này mình gọi là Yoro tứ linh vệ hồn, tại vì có bốn viên ngọc khá là đẹp. Nhưng mà Yoro này có vẻ là cũng không chơi, mình cũng không biết là skill thế nào, có gì lát rảnh thì sẽ test luôn. Đây là Bo Hancock phiên bản Sura thì thiên phú cũng không có gì lạ cả, 3S rồi 4S hoàng kim, 4S cộng. Đây là biểu tượng Sura nha anh em, biểu tượng trái tim. Đây là Luffy, có thể gọi là Luffy Gen 4 nhưng mà cũng không chơi và cũng khá là cùi thôi. Rồi, bỏ qua. Đây là Mắt Diều Hâu. Mắt Diều Hâu này thì được cái là dưới chân có cái vòng màu tím tím cũng khá là đẹp. Anh em thấy ngầu không? Và Mắt Diều Hâu này mặc thì đúng đúng kiểu dê sờm luôn. Đúng kiểu già dơ luôn anh em ơi, đúng kiểu già dơ mặc Mắt Diều Hâu ngáo thiệt chứ. Mắt Diều Hâu trong phim bảnh bao nhiêu, ngầu bao nhiêu thì Mắt Diều Hâu trong đây cái mặt ngáo bấy nhiêu. Chán thiệt. Biểu tượng Sura là cái gì đây, mình cũng chả thấy rõ là cái gì nữa, nhưng mà nói chung là một biểu tượng khá là lạ. Và cuối cùng nhân vật ấy có trái Mero Mero à, đù Mắt Diều Hâu mang trái của Boa anh em ơi. Và cuối cùng nhân vật chủ chốt và nhân vật đặc biệt của chúng ta đó chính là Katakuri. Yeah, ủa cái gì đây, what the hell, trái ác quỷ của Katakuri đấy hả? Nhìn lạ vậy, biểu tượng Sura là trái ác quỷ nên em ngầu thiệt chứ, mắc cười quá à. Nhưng mà thiên phú hơi cùi nha, thiên phú hơi cùi nha anh em, thiên phú chán quá. Nhưng mà kệ đi, mình chủ yếu test skill cho anh em xem thôi chứ chủ yếu không quan trọng thiên phú nha. Thời trang của Kata là một cái hình mặt trăng đen tối khá là ghê. Về hình dạng thì anh em có thấy là Kata rất là cao, rất là to, rất là ngầu, cơ bắp cuồn cuộn, cơ bụng, cơ ngực sáu múi gì nè. Áo choàng thì che miệng tại vì miệng bị rách toạc ra do ăn mochi, do ghiền ăn bánh mochi nó nổi rách toạc cả miệng luôn, nên là phải lấy cái áo này che. Tay thì cầm vũ khí là cái đinh ba nè. Rắc quậy thì cũng không có gì đặc biệt đâu. Ok, Katakuri nha anh em. Rồi, bây giờ thì chúng ta mình cũng không muốn làm mất thời gian của anh em nữa cho nên mình sẽ vào test luôn ha. Trận hình thì hiện tại đang mang sẵn rồi nè, cho nên bây giờ mình sẽ test thử cái trận hình này luôn cho anh em xem. Về phó bản thì không biết là đi tới phó bản nào rồi nha. Không biết là đã đi full chưa ta. Tại vì muốn cấp độ 200 thì cũng cần đi phó bản khá là nhiều đấy, và đi đến cái map nào đó thì nó mới cho lên. Ủa, thì là chỉ mới đi tới map level 109 thôi nè anh em. Khá là ngon, như vậy chúng ta có thể test được này. Có điều mình sợ bị one hit quá, sợ là sợ one hit thôi, mới vô team mình đánh cái one hit chết tươi rồi cũng như không luôn. Ok, để xem sao nha, để xem sao. Ok baby, xem nào, phó bạn này là phó bạn 109, thanh niên này hình như là tên là Disco, mình nhớ không nhầm là Disco. Đây là ở trong cái đoạn đang đấu giá bán nô lệ, và bọn này là bọn Thiên Long Nhân, Thiên Long Tinh gì đó. Trên đây thì đang đấu giá, đang bán cái con Shirahoshi, à không, con Kemi, mình nhầm, sorry anh em. Bán con người cá, đó là con Kemi nha anh em. Thì mình sẽ đánh đại một đứa nào đó đi, đây là phó bạn hiện tại luôn nè. Thì mình sẽ đánh phó bạn hiện tại luôn. Như vậy là Law sẽ đi trước, sau đó tới Bo, Mắt Diều Hâu và Kata của người nhân vật chính. Rồi, mình nghĩ có khi là one hit quá. Xem skill một xíu, coi thử coi bên đây có gì lạ không. Đặc biệt là Law cũng là hình dạng mới, cho nên là xem thử skill có cái gì mới không nha anh em. Ok, để xem nào. Có một bạn mình tìm được, thấy có một bạn có thằng Luffy bên Hazan, dưới chân có hai cái vòng lửa băng anh em. Nhưng mà mình có hỏi mượn bạn mà bạn ấy hơi ngại, bạn ấy sợ kiểu bị mất nick lừa đảo cho nên là không cho mượn, hơi buồn xíu nhưng mà thôi. Ok, nói chung là cũng thông cảm cho bạn. Này, điều này ai cũng vậy thôi anh em. Nói chung là con ạc này nó cũng bên web này cũng không có bảo mật kỹ lắm cho nên nếu mất ạc là toang đấy. Cho nên là mình cũng thông cảm cho bạn thôi, không có gì cả. Ok, Bo thì cũng skill bình thường nha anh em, Mắt Diều Hâu này để coi sao. Ok, ra Mắt Diều Hâu. Ui, như vậy là chém ra kiểu lục khí, nói chung là cũng rất là đơn đơn, rất là giống với web đại chiến Wano hay Liên Minh Hải Tặc gì đó. Trước mình có test thằng Mihawk này một lần rồi. Ok, xem lại cho anh em xem lại một lần nữa về skill. Nhưng mà đam cũng không to lắm đâu. Chiêu của thằng Lo thì nói chung là lao tới chích xì ke các kiểu này, nó không có xì ke luôn, nghĩa là không có xì ke, ngoài ra còn không có sát thương phụ nữa mà. Nhưng mà không có sát thương phụ luôn nha anh em. Rồi, chiêu Mihawk thì chắc là chém hàng dọc, mình nghĩ là chém hàng dọc. Đây là chiêu nổ luôn nha anh em, chém hàng dọc luôn ấy. Rồi, bây giờ mình sẽ thay đổi người vị trí một xíu. Web này đường cái mới vô không one hit là mình thấy vui rồi, tại vì mới vô không one hit thì chúng ta xem được skill dài dài. Mình đưa Kata lên thứ hai luôn này, đánh cho anh em xem ha. Rồi, vô vô vô, lại nào. Mới vô thì Mắt Diều Hâu không biết là có nổ chưa, và đánh thường thì đánh hàng dọc hay hàng ngang hay toàn tem. Để xem thử nào. Hy vọng là đánh vừa vừa thôi để cho Kata ở sau còn đánh với. Đặc biệt là skill của Kata thôi, chúng ta không chờ skill của Kata thôi. Ui, như vậy là chém hình chữ thập à, kiểu như chữ thập hay sao ấy. Rồi, Kata đâu? Ủa, cái gì? What? Chiêu gì?
Phải lên, Kata đang bị lỗi à, không xem được skill hả anh em? Mochi một chiếc gì đâu. Chỉ nhiên nó biến mất xong rồi, chỉ có hai cái vòng vòng xoay xoay cái chết queo. À đù, Kata bị lỗi à, buồn vậy. Thôi bị lỗi là hơi buồn nha, mình sẽ đưa Kata lên trước luôn này. Đưa Kata lên trước đánh luôn nè anh em. Đấy, đánh trước luôn, coi thử còn có bị lỗi không. Nếu mà Kata bị lỗi thì thực sự là một điều đáng buồn đấy anh em, tại vì không xem được skill, trời ơi. Như thế thì rất chán luôn anh em ơi, đừng mà, đừng mà. Ui, như vậy là nó có xuất hiện ở đằng trước này, nhưng mà skill nó lại không xuất hiện, nó không có animation. Gì lạ vậy, đừng chơi vậy mà, buồn lắm. Rồi thôi Kata ơi, đánh đấm kiểu gì thế này. Mới vô nó có bao nhiêu nọ ta, mới vô có nhiêu nọ nhỉ. Đánh thêm phát nữa coi. Hơi buồn anh em, nếu mà như vậy là hơi buồn thiệt luôn ấy. Đấy, nó chỉ tạo ra những cái vòng đó thôi, chứ không có kiểu cánh tay tung skill hay gì cả, vậy rất là chán. Không có nọ luôn ta. Rồi, trận này thì chắc là mình mang búp nọ cũng được. Ok, vô đấu trường thử coi. Mình sẽ làm thử trận đấu trường cho anh em xem ha. Về lực chiến thì 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lực chiến của ạc đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy là 12 triệu thôi, chỉ 12 triệu thôi. Mình sẽ đánh đại một bạn nào đó đi. Tích nọ cái. Hy vọng là nọ, khi mà có nọ thì sẽ tung skill đi. Chứ chiêu thường đã không dùng được rồi, chiêu nọ không dùng được rồi thì buồn lắm. Chán thiệt chứ anh em. Bị lỗi à, cái ta bị lỗi sao anh em ơi. Cay thế nhờ. Không test được là hơi buồn ấy, hơi khó chịu nha. Ok, chờ đợi là hạnh phúc nào. Nói chung là chiêu thường là bị lỗi đó. Nói chung là không cho chúng ta xem animation, không xem hoạt ảnh của skill đó, chỉ xem được cái hiệu ứng thôi, chứ không có xem được cái hoạt ảnh. Một điều đáng tiếc, chủ yếu chúng ta xem hoạt ảnh thôi, xem cánh tay tung ra bánh mochi rồi lưỡi 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 dao rồi đó, đinh ba rồi xoay xoay rồi mới sướng nhá. Này mà không xem được thì rất là buồn luôn. Ok, chờ xíu đi anh em, đấu trường nó hơi lắc. Trường hơi lắc xíu, vô hơi lâu nha anh em. Cày thế nhờ. Hơi cày đó anh em, thật sự là hơi cày đấy. Lâu thế nhờ, ba ba đứng im luôn rồi. Chắc stop xíu quá, chứ nó chạy không vô giờ. Đấu trường nó hơi lắc vậy, đấu trường vô lâu. Đây là web China Trung Quốc nữa, cho nên là nó rất là lắc luôn anh em. Rồi ok, thôi mình sẽ stop một xíu xem sao. Ok anh em, mình đã trở lại rồi đây. Thì nói chung là chiến báo đã được load rồi, mừng quá. Nhưng mà có điều mà sức mạnh chênh lệch quá anh em ơi. Đây, kata của chúng ta thì mới vô vẫn vậy thôi. Nói chung là không có hành động gì cả, chỉ kiểu xuất hiện rồi sau đó có mấy cái vòng có mấy cái vòng xoay xoay vậy thôi anh em ơi. Jimbell thì khá là mạnh nhờ, Jimbell bên kia khá mạnh, nhưng mà trận này thì thua sắp mặt liền. Xem skill coi có gì vui không. Đây thằng lo thì cũng chỉ chích vậy thôi, chích được con đứa ta, tính là chích được đứa à, cùi nhờ. Ok, cùi 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 khá là cùi luôn. Ivan có thì vẫn là búp nọ quen thuộc thôi. Sau đó thì có San nữa nè. San thì vẫn là những cái chiêu quen thuộc, chém 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 ra hoa văn các kiểu. Mi hot mình có nọ này, để xem thử coi chém thế nào nha. Wow, chém đúng đẹp luôn em ơi. Nãy giờ nói chung là test kata mà thành ra như kiểu test mi hot á, skill mi hot đẹp vãi. Nhưng mà Jibel này mạnh ghê, mình phải công nhận điều là Jibel này mạnh ghê anh em. Còn nó đấm thử coi đau không anh em, còn nó đấm thử coi đau không. Ui mẹo cái gì vậy, mình hơi bất ngờ nha. Jimbell, trời ơi Jimbell ơi, mày học đâu cái thói đi buôn bán ve chai của râu đen vậy? Trời ơi là trời, cái gì vậy anh em? Anh em có thấy điều gì không? Là sao ta? Dưới biển hả? Jimbell là ở dưới biển đúng không? À, dưới biển thì như kiểu cũng có nhiều người xả rác ấy, anh em, xả rác thải và rác xuống biển ấy. Cho nên là kiểu nhiều rác quá, cho nên Jimbell quyết định là làm giàu không khó, quyết định cung cấp ve chai luôn. Nói thiệt như vậy thì cũng cũng rất là ngon đấy anh em. Thực sự rác thải bây giờ thì xả thải xuống biển rất là nhiều, về cái vấn đề ô nhiễm biển thì anh em biết rồi, rất là nhiều rác dưới biển. Cho nên là Jimbell quyết định làm giàu không khó, nói chung là quanh quanh mỗi ngày bơi bơi lượn lượn cũng không có gì làm, cho nên là đi thu nhập mấy cái đó bán ve chai cũng có mớ tiền xài ấy nha, thiệt luôn ấy. Mà Jimbell này giờ hết có nọ rồi ta, à, 80 nọ rồi. Chiêu nọ thì cũng không có gì đặc biệt cả. Rồi, chiêu nọ của Lo cũng không có gì đặc biệt nha anh em. 80 nọ này, có bị giảm nọ không vậy? Hình như là không đúng không?
Ok, không bị giảm nộ thì tăng nộ thôi, nhiêu rồi? Rồi, đủ nộ rồi anh em, chúng ta cùng xem lại một pha highlight trong truyền thuyết của Jim Bell nha. Đây là lịch sử đầu tiên Jim Bell, gọi là lần đầu tiên trong cuộc đời. Ui già, có nộ xong bị nó giảm mất tiêu rồi, cay thế nhờ. Ui, có nộ lại rồi, ok. Mày giảm với chúng tôi à? Tụi mày vứt rác xuống biển rồi tụi mày còn giảm nổ bố à? Tụi mày xong rồi, tụi mày xong rồi. Trời, nhưng mà ở trên có cái vòng đen của Râu Đen luôn nhờ. Nói chung là skill này ăn cắp của Râu Đen chắc luôn. À, thua, nói chung là thua nha anh em. À, bây giờ mình làm sao để mình test được skill nổ là ngon này. Bây giờ mình đi vô chỗ Mirella để mình kiếm một ít tướng búp nổ đó. Mình kiếm một ít tướng búp nổ nha. Nhân tiện thì mình xem trong quán rượu có con tướng gì đặc biệt hay không luôn. Đây có vẻ VV búp nổ tốt vàng ra này. À, tiếp theo là ai nữa ta? Cái da cũng là một đống búp nổ nè anh em, lấy ra luôn. Ồ, có vẻ cũng không có gì đặc biệt đâu anh em ơi. Bên trang 6 kìa. Cũng là những con tướng cũ quen thuộc thôi. Đấy, mình tưởng có con nào đặc biệt thì lấy ra test luôn cũng được nhưng mà cũng không có. Cho nên thôi chịu rồi. Úi, có cả Mirella này, Mirella cũng là một đống búp tốt này. Mirella với lại Konix. Ủa, full rồi hả? Có vẻ mình chưa mở ô hay sao ấy. Mình sẽ mở thêm ô ra nha, tốn 50 vàng chứ mấy. Rồi, mở thêm hai ô thì chắc là được rồi. Nói chung là tướng thì cũng không có gì mới đâu anh em ơi. Rồi, chúng ta sẽ lấy thêm Mirella với lại Kunis ra luôn. Rồi, mình sẽ chơi một cái trận hình khác đi. Nâng cấp cái trận hình này lên. Mang đổ qua 5 người là ok rồi. Mà trận này thì nó sẽ kiểu không có dính líu cho nên mình sẽ đặt Kata ở đây. Nhân vật chính thì chắc chắn là phải có rồi đúng không? 25, 50, 75. Nếu mà có nổ kia là đường trăm. Shiraoshi sẽ cho ra đầu để búp. Tiếp theo là Mirella thay cho Mihawk và Konix thay cho Law. Như vậy là tổng cộng tem này búp là sẽ được 75 nổ. Với lại nếu mà có đứa đánh được mình thì được mình sẽ đủ thêm 100 nổ. Ok. Chiêu thường là coi như bỏ rồi đó anh em. Chiêu thường là coi như bỏ rồi. Chúng ta không thể nào mà thấy được. Chiêu thường bị lỗi rồi. Nó chỉ tạo ra cái vòng thôi chứ không có quạt ảnh. Mình hy vọng là chiêu nộ sẽ có đây. Nhưng mà không biết có hay không đây. Nếu mà không có nữa thì thật sự rất là buồn luôn. Test kata mà không không xem được skill thì cũng như không rồi. Mình cũng không hiểu sao web Gina này lại bị lỗi skill vậy nữa. Ok, mình sẽ sử dụng cái trận hình này nha anh em. Ồ, có thằng này đánh chắc là có nộ này. Không biết ông này có giảm nộ không đây. Rồi, đánh luôn đi. Đánh được tích điểm bảo thạch gì kìa anh em. Ngon nha. Nói chung là đây clip đầu tiên và cũng mình nghĩ chắc là trên YouTube thì đây là clip đầu tiên test luôn ấy. Nhưng mà tiếc một điều là không xem được 75. Rồi đổ nổ đổ nổ đổ nổ anh em. Quan trọng là cái này nè. Ui cái gì vậy? Thằng nhân vật chính cho đẻ. Mày làm gì vậy? Mày làm vậy là chết tao rồi. Ok, không sao anh em, mình có cách, mình có cách, mình có cách, chỉ cần đưa Kata lên thôi là xong. Bỏ đây. Ui có cả Rayleigh nè anh em. Đưa Kata lên đây là xong nha anh em. Là Kata sẽ được đi trước nhân vật chính. Thế thôi. Ủa ông Rayleigh này đâu ra đây anh em. Vãi lên. Đoạn này là đoạn Rayleigh dùng Haki Ba Vương của mình để tiêu diệt bọn này nấy. Úi dồi ôi hay vãi. Vô tình xem được một chiến báo rất là hấp dẫn nha anh em. Nhưng mà nó đang hơi lắc rồi. Bên kia chúng ta đối đầu với 9 người luôn. Vãi lìn thật. Đây. Đoạn này là đoạn Rayleigh cần hết nha. Cần cả ba Thiên Long Nhân luôn. Rồi có cả Kit ve chai với thằng Law nữa. Đoạn này Luffy đấm Thiên Long Nhân luôn, căng thế nhở. Ok, Haki Bá Vương nào. Ủa chưa chưa chưa, tụi này nó còn đánh hết nữa, hết lượt của tụi nó mới tới mình. Khá là lâu rồi, ok, hết lượt đây là xong. Haki Bá Vương. Mày hả con? Trời ơi. Một cái nháy mắt thôi em ơi, chỉ cần một cái nháy mắt thôi là đi vào lòng người. À, bây giờ mình sẽ gia chiến lại trận này nha, để cho anh em xem chiêu nổ của Kata. Ui cầu trời cầu Phật, cầu trời cầu Phật là skill xem được. Nhưng mà mình đang nghĩ khả năng tới 99% là bị lỗi. Tại vì chiêu thường nó đã lỗi rồi chứ chắc chắn chiêu đó sẽ lỗi thôi. Ồ khoan, nếu như vậy là không đủ nổ à. À đù, không đủ nổ rồi. Ok, để xem chiêu nổ của nhân vật chính coi. Yeah, chiêu nổ của nhân vật chính. Ui xong, Shiraoshi nó cũng giết mất giờ mà. Cay thế nhờ, à không chết, hay quá, tuyệt vời. Chúng ta cùng xem chiêu nổ nào. Trời ơi, vô tình hơi sai xíu nhưng mà vẫn xem được. Phải lên
Katachina, đúng là bản tàu khửa. Chán quá. Hàng Việt Nam luôn luôn là chất lượng cao anh em. Bởi vậy hàng Made in China không có chất lượng gì cả. Chiêu nọ là cũng như vậy và tạo ra một quả cầu thì nó có gì đặc biệt đâu, đúng không? Không có gì đặc biệt luôn á, thật sự là không có gì đặc biệt luôn. Thôi bỏ. Thật sự đây là clip đầu tiên của mình để test thằng Kata này, mình rất là hào hứng nhưng mà cuối cùng thì cái kết mình nhận được là không xứng đáng cho lắm, rất là buồn luôn. Ok thôi, nếu như vậy thì mình cũng không còn lời nào để nói nữa. Ê, qua bên kỷ nguyên xem đỡ ghiền anh em ơi, qua bên kỷ nguyên xem đỡ ghiền nha. Ok anh em, mình đã trở lại rồi và thông qua cái việc test thằng Kata bên China thì mình chốt lại luôn là Made in China. Made in China chán vãi liền ra. Thôi được rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại với Việt Nam, đất nước gọi là xinh đẹp và hào hùng và ghê gớm, là một đất nước cực kỳ là tuyệt vời của chúng ta. Hàng Việt Nam chất lượng cao, đây là Katakuri bên Việt Nam và đánh thường nè. Đây anh em ơi, đẳng cấp nó nằm ở đây. Đây thấy chưa, mình sẽ kéo xuống nha. Đây đây đây, trời ơi, hàng Việt Nam nó phải như vậy. Chưa xem được gì cả mà. Chưa xem gì cả. Reset lại nào. Ok vậy. Đây đây đây, đánh thường, đánh thường, đánh thường. Đấy, thấy chưa anh em, mochi mochi thấy chưa, mochi mochi người ta đàng hoàng như vậy. Những cái cú đấm nó tạo ra như vậy, trời ơi đẹp, thấy chưa, nó phải như vậy chứ anh em. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với đánh nộ nha. Đánh nộ là sao mình cũng quên rồi, lâu rồi cũng không xem cho nên là cũng quên rồi. Katakuri đánh nộ nào. Ui ui, tạo ra một cục mochi to chà bá, sau đó là nó lan tỏa ra những cái mochi nhỏ. Ok anh em, chung là Việt Nam vẫn là chất lượng cao, tốt nhất là anh em nên biết như vậy. Hàng Việt Nam vẫn là chất lượng ok nhất nha anh em. Xoay xoay cái đinh ba nè, cắm xuống đất nè, có cục mochi rơi xuống và tạo ra nhiều hơn nữa. Đấy, tuyệt vời. Đỉnh của đỉnh và sát thương rất nhiều nha, nếu mà anh em để ý thì sát thương có vẻ rất nhiều. Đây, một lần sát thương nè, hai lần, ba, úi nhiều tới nhờ, tính ra nhiều lắm, nó còn xoay xoay ở sau nữa này. Wow, sát thương đúng nhiều luôn. Mình cần phải để ý kỹ một xíu thử bao nhiêu lần sát thương nha. Đây, cái này rơi xuống là một lần nè. Ui, sao nó chuyện nó to dữ vậy? Coi nào, nói chung là nhiều sát thương lắm anh em ơi. Ui, 3, 4, 5, 6, 7. Nói chung là có khi là gần 10 lần sát thương luôn ấy. Ui, có khi 10 lần luôn anh em, mình thề luôn. Có khi là 10 lần luôn ấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ủa 8 rồi hả ta? Nhớ lại mình đếm gần 10 luôn mà. Rồi ok, nói chung chốt lại câu là Việt Nam mãi mãi là vô địch. Việt Nam vô địch, chất lượng cao hoàn toàn. Còn cái bạn China, Made in China này chán quá. Thôi được rồi, mình cũng không còn gì lời nào để nói về cái China này nữa. Thôi 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 thôi. Uổng công mình hào hứng cố gắng lấy để test. Không biết là tại vì hôm nay mình đen mà test đúng ngày bị lỗi hay là nó lỗi xưa giờ rồi thì mình không biết nữa. Cay thiệt. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi clip của mình, nhớ like, subscribe để kênh ủng hộ cho mình nha. Một lần nữa thì cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi clip của mình. Nhớ like, subscribe để kênh ủng hộ cho mình. Bye bye anh em.